Chào mừng các bạn đã đến với kênh Bếp của Tiên. Hôm nay Tiên sẽ chia sẻ đến mọi người một món tráng miệng vô cùng đơn giản. Nguyên liệu thì nó ít, ai ai cũng có thể làm được luôn đó các bạn. Nhưng mà cho ra sản phẩm rất là đẹp mắt và ăn rất là ngon. Đặc biệt là trong dịp Tết sắp đến nè, các bạn làm để đãi khách nè, hoặc là cho gia đình mình ăn nha. Đó là món gheo câu sơn thị. Món này mình làm thì rất là thơm mùi nước cốt dừa nè ha, mà trông rất là đẹp mắt, giống như là văn mây luôn đó. Thì bây giờ các bạn cùng chuẩn bị những nguyên liệu như sau với mình nha. Tiên có mua là 10g cao câu sợi, một bịch gheo câu giòn nhưng mà mình sử dụng là 15g thôi, 150g nước hoa đậu biếc và 200g đường cát, 150g nước cốt dừa ép. Ở đây mình sử dụng dừa nguyên chất á các bạn. Rồi bây giờ các bạn cùng vào bếp với Tiên nha. Tiên có 1 lít nước ha. Bây giờ nước Tiên sẽ cho vào nồi để Tiên ngâm gheo câu. Đây là một cái bí quyết mà để gheo câu của mình nó không có bị chỉ nước đó các bạn. Tiên sẽ ngâm gheo câu trong vòng 1 tiếng. Tiên có 150g đường cát và 10g bột gheo câu. Bột gheo câu á, 10g thì tương đương với 4 muỗng cà phê vung đầy á. Tiên đã đo sẵn rồi đó. Bây giờ Tiên trộn đều nó lên ha, và mình cho vào nước để mình ngâm gheo câu. Khi mà các bạn làm gheo câu dừa thì bắt buộc các bạn phải trộn với đường ha. Còn gheo câu này thì các bạn cho trực tiếp cũng được, mà để chung với đường mình cho vào cũng được. Tiếp theo đó là Tiên có 10g gheo câu sợi nè, và Tiên cho vào cái nồi và Tiên cũng ngâm luôn nha. Tiên ngâm để cho gheo câu sợi nó mềm ra. Rồi mình để sang một bên. Tiếp theo Tiên chuẩn bị một cái nồi khác ha. Tiên cho vào đây là 250ml nước nha. Tiên cho vào đây là 50g đường luôn. Rồi Tiên sẽ cho vào đây là 5g gheo câu, tương đương với 2 muỗng cà phê vung đầy. Rồi Tiên cũng sẽ ngâm cái gheo câu này trong vòng ít nhất là nửa tiếng để cho gheo câu nở đó các bạn. Thật ra là Tiên ngâm tới 1 tiếng luôn đó. Cái đó là để Tiên pha màu đó. Bây giờ sau 1 tiếng thì Tiên bắt lên bếp ha. Tiên bắt hai cái nồi một song song như thế này. Các bạn cho lên cái bếp ga ha. Rồi mình đun nó nha. Đầu tiên á, là cái nồi nhỏ Tiên sẽ đun cái lửa lớn, còn cái nồi bự thì Tiên đun cái lửa riu riu thôi. Nồi nhỏ Tiên đun cái lửa lớn như thế này cho nó tan ra gheo câu và nó kẹo lại. Thì Tiên sẽ cho vào đây là 50g nước hoa đậu biếc mà Tiên đã lấy rồi đó. Do cái hoa đậu biếc này á, là Tiên dùng hoa đậu biếc khô á, nên cái màu nó không có được tự nhiên á các bạn. Nó cứ nhạt nhạt, nó xanh xanh như thế này. Giá lại là hoa đậu biếc của Tiên nó cũng hơi cũ á, thì nó sẽ ra màu này. Còn nếu mà các bạn sử dụng mà hoa đậu biếc tươi á, thì màu nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều luôn. Rồi quay lại cái phần chảo mà chảo bự mình nấu khi nãy đó, thì mình cũng cho lên bếp và mình cũng nấu luôn nha. Còn cái phần chảo nhỏ thì các bạn cứ để trên bếp và các bạn để lửa thiệt là nhỏ để cho giữ ấm cho gheo câu của mình nó không bị đặc lại ha. Còn quay qua cái chảo lớn của mình nè, mình nấu để cho cái gheo câu của mình nó sôi lên. Gheo câu của mình do mình đã ngâm rồi đó, và cái lượng nước nó vừa đủ á, thì mình nấu lên tầm 5 phút là gheo câu của mình nó đặc được lại là được rồi đó. Tiếp theo Tiên sẽ cho vào đây là 150g nước dừa ép nha. Khi mà các bạn nấu á, thì để nước dừa vào á, thì các bạn trộn đều rồi các bạn tắt bếp nha. Mình không nên nấu cái nước dừa ở trên lửa quá lâu, vì như vậy nó sẽ không còn mùi thơm nước cốt dừa và nó không còn béo nữa, đặc biệt là nó sẽ ra dầu dừa đó các bạn, nó sẽ không ngon. Rồi bây giờ Tiên sẽ chuẩn bị khuôn để Tiên đi đổ nha. Tiên có một cái khuôn vuông ha, và mình có cái nước gheo câu bằng hoa đậu biếc nè. Tiên cho vào cái tô ha. Tiên sẽ cho vào lớp cuối cùng đó là gheo câu dừa nè. Nó sẽ cho cái độ cái màu trắng nha các bạn. Mình sẽ đổ ở lớp cuối cùng luôn. Để đổ cái gheo câu sơn thị nó đẹp á, điều quan trọng nhất á, là các bạn phải để cho nước gheo câu nó đạt cái độ mà nó đổ nha. Nó lỏng quá thì đổ nó sẽ bị tan màu. Giống như trên hình của mình á, mình làm thử cho các bạn xem đó, là khi mà các bạn đổ lỏng quá thì nó sẽ bị chạy màu như vậy đó, nó sẽ không có được đẹp. Đây là lớp dưới của mình nè. Sau đó thì Tiên sẽ làm lại cho cái lớp trên của Tiên ha. Thì Tiên để cho nó nguội thêm một xíu nữa. Các bạn đổ theo một chiều thôi. Các bạn lấy một cái giá ha, một màu, các bạn kéo từ đầu cho đến cuối luôn nha. Và mình tương tự mình làm cho những cái tiếp theo, giá những còn lại. Một lớp gì mình làm chừng 3 giá như vậy đó các bạn. Mình cứ xen kẽ là màu hoa đậu biếc với màu nước cốt dừa.
Gao câu của mình nó không có quá lỏng nha các bạn. Nó có cái độ sệt sệt á, và nó có độ đặc theo lại, là khi các bạn đổ á, thì nó sẽ ra lớp gao văn rất là đẹp luôn. Đây là trong hình mà Tiên đã đổ cái lớp ở trên này nè các bạn. Màu nó giống như là màu mây ha, màu nước biển, trông rất là đẹp mắt luôn. Màu nước cốt dừa giống như là mây ha các bạn. Rồi sau đó thì Tiên sẽ cho màu hoa đậu biếc vào. Trong quá trình mình nấu á, gao câu của nó có đông đặc thì các bạn bật lên bếp ở lửa nhỏ và đánh cho nó tan ra nha. Các bạn cứ đổ theo một chiều thôi, bắt từ đầu này sang đầu kia. Như vậy đó thì ra nó sẽ có cái từng lớp, từng lan, trông rất là đẹp luôn. Cứ như thế mà các bạn làm lần lượt cho đến hết cái chỗ của mình ha. Và đây là thành phẩm của Tiên nè. Trông rất là đẹp mắt ha các bạn, màu rất là đẹp luôn. Nó trong. Và đặc biệt đó là thành phẩm này á, thì nó rất là thơm và béo mùi nước cốt dừa đó các bạn. Nhìn giống như là những vân mây ha, hoặc là những giống như là nước biển á. Rồi bây giờ Tiên sẽ để gao câu vào tủ lạnh cho nó đông lại và nó giòn nha các bạn. Và đây là gao câu của Tiên sau khi Tiên để trong 4 tiếng á, thì bây giờ nó đã đông đặc cứng lại như thế này. Bây giờ Tiên sẽ lấy gao câu ra khỏi khuôn nha. Cách mà để lấy gao câu ra khỏi khuôn một cách dễ dàng đó là Tiên sử dụng 4 cái tăm, Tiên đặt vào 4 góc nha. Rồi mình dùng cái thớt bự hoặc là dùng cái dĩa, cái mâm gì đó, miễn làm sao cho nó từ bằng đến hơn cái khuôn của mình. Rồi mình úp lại là mình lấy ra được một cách dễ dàng luôn đó các bạn. Đây là cái mặt lớp dưới của gao câu của mình á. Do mình đổ cái màu trắng ở lớp dưới á, nên các bạn thấy á, nó không có vân. Rồi bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Và đây là thành phẩm của Tiên nè các bạn. Gao câu của mình ha, nó có độ cứng, có độ mềm vừa phải, nó vừa giòn ha. Và đặc biệt đó là nó có cái màu sơn thủy rất là đẹp luôn. Mình chỉ sử dụng là một màu duy nhất là màu hoa đậu biếc thôi, nhưng mà cho ra sản phẩm rất là ngon luôn. Đặc biệt đó là gao câu rất là thơm mùi nước cốt dừa. Khi đổ gao câu á, nước cốt dừa được xem là một phần rất là quan trọng đối với cái gao câu của mình. Nó quyết định cho cái món gao câu của mình nó thơm, nó béo và rất là ngon luôn. Tiên cảm ơn các bạn đã xem hết video của Tiên. Nếu video của Tiên chia sẻ hữu ích, mang lại những giá trị cho các bạn, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ Tiên nha. Và đặc biệt đó là nhấn nút chuông để xem những cái video mới nhất của Tiên ra nha. Tết cũng sắp đến rồi thì Tiên cũng mến chúc gia đình các bạn thật nhiều sức khỏe, ấm no và tràn đầy năng lượng ha. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.